thế nào? Loay hoay cực bản về mặt một dạng như thế, nó chạy trốn như thế thì đéo ai đỡ. Tôi vừa join vào một cái group gọi là gì nhỉ? Liverpool FO4 Community. Không phải là tự nhiên tôi search ra để tôi tìm ra để tôi go vào, tôi vô đâu. Tôi tìm hiểu đâu mà là có người gửi mail cho tôi bảo là tham gia group này đi. Thì mình thấy cũng ok bởi vì là đây. Anh em mình cũng lướt nhá. Đây, đây group này. Thì tôi nhìn qua thì có vẻ không phải là group kiểu bán hàng online cái gì cả, nên tôi vào ấy nó còn bảo group ẩn nữa, group kín nữa. Wow, Liverpool không phải thách đấu này, siêu sao này, siêu sao đá 150 trận. Xem ở trong này có cái quả ảnh nào vừa post lên về mình không ấy, xem có đội hình của mình không. Suarez à, đêm nào ta cũng say không biết group này bao là cầm tin Liverpool được sâu sau mình cầm tin Liverpool mà Real Anh chơi chật quá, cố mãi chỉ lên được cái thách đấu là mắc binh cả giờ lập sách ạ, cả là tay luôn. Cái này không phải là do đội hình Liverpool mà không lên được thách đấu đâu, cơ bản là trình độ đúng không các bạn, cơ bản là lối đá thôi. Mới cách ly còn 3 karaoke á. Ừ, nghe nói bảo là kiểu hàng trà đá kiểu là cách ly hết đúng không? À là nghỉ hết đúng không? Hải Phòng chưa phải cách ly á, từ từ. Nói chung là nếu mà Hà Nội với Sài Gòn toang quá là nó cách ly xã hội cả nước đấy. Cứ Hà Nội với Sài Gòn toang quá là thôi đi luôn. Đà Nẵng thì chắc chắn rồi, Đà Nẵng thì không nói làm gì rồi. Vỡ trận này. Toàn bệnh tụt luôn. Ừ, thế thì chịu, khó nói. Có thể chả phải chết vì Covid ý, không phải chết vì Covid thì cũng chết vì cái bệnh kia ấy. Nhưng mà vẫn phải tính là chết vì Covid ý. Cay vãi lồn nhỉ. Việt Nam đang không ca chết mà. Thế tin MC hôm qua đi anh ạ. Hôm nay có mấy bạn gửi mail cho mình kèo ấy, để tí vào check xem có kèo thật không. Rồi chúng mình cùng test đội Man City hôm qua mới được. Đội Man City hôm qua nhìn đúng đã luôn, muốn test vãi trưởng. Anh ơi, hai cánh Chelsea đá con nào? Ô, không biết bạn Tuấn Pháp này có on nhà để mình tí mình còn nhạc, bảo bạn ấy là mình mượn nick tí, không là bạn ấy không biết. Mình tự giác vào là ô đây rồi. Vừa nhắc luôn này. Vãi lồn ạ, người gì thiêng dữ vậy? Vừa nhắc luôn, bạn Tuấn Phát xuất hiện luôn này. Tí Phát ơi cho mình mượn nick nhé, mình vào mình test. Anh đá khó chưa? Chưa bao giờ luôn, thề rồi. Nó điêu làm chó. Cái này không phải là tôi thì phải sợ lồn, hay là tôi kiểu không muốn lộ ra bí mật của tôi. Tôi nói thật với bạn, chưa bao giờ luôn. Cái suy nghĩ của tôi là nó kiểu nói ra thì các bạn lại bảo là để mẹ xạo lồn, nhưng mà cái suy nghĩ của tôi ấy, cái lối sống của tôi là không có tình cảm thì địt mẹ đéo thể tiến tới đến cái chuyện đấy. Mẹ hai con người không thể tiện chơi làm cái chuyện đấy chỉ vì mẹ mục đích gọi là gì nhỉ, thú tính của mình được đấy. Phải có tình yêu, hai con người là phải có tình yêu thì mới tiến đến cái chuyện đấy được đó. Thế nên là các bạn gọi tôi là máy dập là sai rồi. Tôi không phải là một fuckboy. Tôi là một lover boy, man. Lover boy. Đéo tin. Ok, xin phép Tuấn Pháp là đổi cái setting tí nhá. Ủa, huyền thoại là đá lên thách đấu luôn là đẹp đấy nhỉ. Pet lên thách đấu luôn là đẹp. Mong là lên được. Xin phép bạn. Đây đội hình Man City cực binh nha các bạn.
Kyle Walker với sự góp mặt của bộ ba hàng công này. Sané thì thực ra được sang Bayern rồi, Sterling, Aguero, Bruyne, Rodri, Patrick Vieira. Thực ra nếu mà để chuẩn nhất là phải đá con Gundogan ở đây này, xong rồi đá Rodri ở CDM này, chuẩn nhất. Tí mình sẽ tách cả con Dilo Sun với cả con Kolarov một lúc trận sau đi. Suy nghĩ Bernardo Silva nữa này. Bernardo Silva thực ra đá khá là ngon, 19 U nữa chứ. Phát ơi, anh xin phép chỉnh lại đội hình tí nhá, có gì em chỉnh lại sau nhá. Chắc không sao đâu đúng không? Clichy cũng ngon này, nhiều con để chọn quá các bạn ạ. Đi phải cái đội hình này quá đông, biết thay ai. Test hết thì đéo được. Ok, quá đẹp đội hình, gọi là vàng khẻ. Cavani Boateng thì chắc chắn lắm rồi này, hàng hậu vệ như này. Kyle Walker COC. Tôi nói thật với các bạn, Kyle Walker mùa thường cộng 8 cho đán ức phê mẹ lòi cứ rồi. Con này ra cao. Chạy 120. Chỉ số vãi cứt đó. Đá đội hình trước đi, xong tí mình thay form lại sau đi. Chỉ thật đơn nhé. Còn Green Hell á, kiểu anh độ chưa phá đảo các bạn. Anh em đang xem để lại một like sắp với cả được thì bấm thêm cái chuông cho tôi lên đề xuất và tôi lên 100k sắp được không? Phòng hàng phòng ngự liver này. Ok. Ủa cái cam nó hơi ảo. Cam này đúng chưa ta? Icon mà chỉ số cao vãi luôn anh em, cộng 8 một tò ti thì có phải là Icon không? Dứt điểm đi mẹ, cháy vãi luôn anh em ạ. Cũng là hàng xịn. Hay quá. Múa vãi lồn luôn, thể 6 sao múa thích thật anh em ạ. Ui, mẹ sáng ngang chứ. Mẹ cái đội hình này múa thích quá anh em ạ. Tận 6 sao ấy, con hàng tiền đạo cộng 8 nào cũng 6 sao ấy anh em. Đã vãi lìn Sané này, mùa GR cộng 8 nha các bạn. Ui giời, đây rồi. Đây rồi, tốc độ. Tốc độ. Không có gì ngoài tốc độ. Ui đi mẹ nó dẻo. Đây. Đây rồi. Ui. Ôi. Dừa. Con Sterling này nhá, nó không khỏe nhưng nó thoát lắm anh ạ. Nó thoát ấy. Nó như kiểu Mane nhưng mà nhanh hơn, nhưng mà yếu hơn. Vai nữa, xuất xem nào. Vai nữa đi cực. Xuất một chặng như thế, nó chạy trôi như thế thì đéo ai đỡ. Được giá đội này chắc là có mấy chưa xài. Phạt luôn mà. Bàn bật cũng phải giống như Man City ngoài đời không các bạn ơi. Các bạn ơi. Có giống như Man City ngoài đời không các bạn ơi. Không phải như thế, Aguero ạ, chạy chỗ nó phải nhanh như thế. Hiểu ý đồng đội như thế. Thế đồng đội khó là phải chạy vào cột 2 liền. Yếu sáng. Ý chi. Trong khe trong sáng đi. Bài bản vãi lồn ạ, đáng như Liverpool vậy. Lên rồi Sané. Ôi trời ơi.
I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. À có nghĩa là phải full D cho đỏ hẳn luôn đúng không? Tôi sợ full D nó bị đỏ lên rồi ấy. Tôi không cảm ơn. Không lấy bóng của mấy con 6 sao này khó lắm. 6 sao này xử lý bóng tốt. Qua ba cháy. Tôi thích một con kèo trái chạy nhanh này thật sự. Bình nhất là còn hàng tiền vệ. Bình vãi rồi. Và tiền đạo nhiều sự lựa chọn nữa. Cái tổng thể hình của tổng quan thể hình Man City hơi kém. Nhưng tuyến giữa mạnh. Tuyến giữa và CD trung vệ mạnh. Lý Chi chạy cũng nhanh vãi luôn các bạn ạ. Tôi đâm thẳng. Đâm thẳng. Phát đấy. Phanh. Vẫn kịp. Lý Chi chạy cũng nhanh lắm. Chưa xuất sao quả nào nhỉ? Chưa xuất sao quả nào nhỉ? Chưa xuất sao quả nào nhỉ? Aguero phải như thế chứ các bạn ơi. Aguero là cái thằng mà tôi nghĩ là tiền đạo xuất ngoài vòng cấm là cũng kinh khủng lắm đấy. Như kiểu Ronaldo vậy. Xuất ngoài vòng cấm bá cháy luôn đấy. Wow, man, Aguero, Balotelli không làm được quả đấy đâu. Ngẫu hứng mãi trưởng luôn. Đỡ ngực khống chế bằng ngực một trận này, xong rồi trận thứ hai là vô lê chân không thuận này. Aguero mới làm được những pha như thế. Balotelli nó đóng thôi. Xử lý nó phải kiểu một, như một tiền đạo xoay sở. Nó phải như thế các bạn ạ. Cái đội hình này tôi đéo biết mẹ khen đến đâu cho hết nữa các bạn ạ. Không biết khen như nào cho hết nữa luôn ấy. Khen nổi. Quá nhiều cái cần khen ấy. Có gì Pháp Tuấn Pháp chỉ vào chỉnh lại nick nhá. Chỉnh đội hình hay chỉnh chiến thuật ấy. Hệ đơn với vận đội ấy, chỉnh lại hộ mình. Phát nhiều nha, cho mình nhận cái nick đó. Quá đã. Múa quá ba cháy luôn. Múa thích thực sự. Thì để chê cái đội hình này cả. Thể hình, cái thể hình Aguero và Sterling nó hơi bé. Nhiều fan hơi thiệt thòi. Nhưng mà vẫn ổn, bù đắp được bằng tốc độ và sự dứt điểm.